Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người bộ đôi cặp đèn pha của Fortuner 2010 với cái bản nên đời 2010 đến 2012 này thì pha của nó đã bao gồm là có bi rồi anh em nhé, bao bi luôn. Đấy. Sản phẩm của công ty TIC tại Thái Lan anh em này, rất là chất này. Từ mặt đèn này. Đấy, bi anh em nhìn nhá. Rất sắc nét, bên trong không hề một gợn luôn. Mặt sau này. Phía mặt sau cũng là các ốp này. Tai này để chúng ta bắt vào chỗ xương này. Đấy. Đấy. Đây là bộ đôi của nó này. Anh em mà quan tâm cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.